Đây là một cái con đường để về làm dâu Cần Thơ. Hèn sẽ về đây trồng sầu riêng, trồng đủ thứ trái cây luôn. Xong rồi mỗi tuần hay là mỗi tháng gì đó Hèn sẽ về một lần. Bạn Hèn, đây là một cái con đường để về làm dâu Cần Thơ. Ngày hôm nay Hèn sẽ về nhà của một người dì, một người dượng, để Hèn về Hèn sống và làm việc giống như là người dân Cần Thơ ở tại vùng sông nước này nè. Đã ha, Hèn chi mọi người thích đi bộ ở đây. Hy vọng nha, không có. Con trái xoài nè. Mà không có trái xoài nào rụng ta ơi. Xoài ơi, xoài rụng đi. Hèn hứa, Hèn ngửi cho Hèn không có ăn. Cái gì vậy anh ơi? Không rụng luôn. Có dừa nữa, trời. Ơi, cái này chắc là của người ta trồng nè, nên người ta mới bọc từng trái như vậy luôn. Đây là mận này cả nhà, bọc từng trái luôn. Cái này là mận trắng á. Coi kìa. Trời ơi, đổ một vườn luôn, nhưng mà rào cao quá. Dưới này 4 mét hả? Chị biết bơi mà em nói gì vậy? Thì bơi chìm thôi. Thì cũng là bơi. Chị sẽ gọi anh hùng của chị để xem là chị té đợt này có khác với lúc chị té đợt nhỏ không? Đợt nhỏ chị té xong là chị có anh hùng cứu chị á. Thì giờ mình té xong không biết là có anh hùng nào cứu không? Có ai cứu mình không ạ? Có ai cứu mình không? Thì mình sẽ té, còn không ai cứu thì mình đi lên. Chúng con mình uống nước nữa, đầy bụng. Trái cà na nè mọi người. Và đây là trái của cà na nè. Trái nè. Chó sủa. Được bứt không? Này, trái cà na nè. Đây, trái cà na nè mọi người ơi. Trái cà na này chín rồi. Trái cà na đúng không? Sợ ăn lộn trái chết đó. Xin trái muối nha. Chua, đắng, chát. Ủa, sao không giống trái mình mua vậy? Ủa, sao chát vậy? Sao không giống trái mình người ta bán, mình mua vậy? Già rồi, có hột đang thù đùi rồi. Nhưng mà chát, chua. Nhưng mà ngon, ngon nha, chấm muối ngon. Tới rồi, trời ơi, nhà dì Út đây. Trước cửa nhà có rất là nhiều cây trái xoài. Giờ là tới nhà dì rồi thì được hái nha. Mình không có sợ nữa nha, chỗ nhà dì có sầu riêng nữa kìa. Ui ui, nhiều quá à. Wow, mọi người đang đợi mình bên kia rồi, thôi mình đi vô đi. Dạ con chào. Ây dạ. Ây dạ. Giờ mới được gặp lại. Đúng rồi, lâu lắm rồi đó ha. Dạ. Con có ít sữa với bánh. Không có gì hết. Trời trời, đây là lâu hơn đâu rồi. Dạ, vâng ạ. Rồi, Đâu? Vô, đâu, làm tấm. Con không hiểu chuyện gì hết, tự nhiên ba bốn máy làm ầm ầm. Con không hiểu chuyện gì hết đó. Tự nhiên đứng quay con quá trời luôn. Đi sờ vào ống kính đi sao chú này lại có cái máy gì đen đen to to à.
Đó, cá mới cắt luôn nha. Tươi ngon, giòn rụm, thèm quá à. Rồi cả nhà xin mời, con mời chú Út, con mời con mời cả nhà mình xuống hả? À? Mở Út ngoài đây đi, mở Út ơi, tí nó con gấp cho mở Út ăn. Đó là lẩu mắm của gia đình đón team này cả nhà ơi. Gia đình cậu mợ đã làm một cái nồi rất là hoành tráng luôn. Hấp dẫn quá, coi cái nồi xôi nha, rất là keo luôn. Đã quá, thơm quá. Dạ con mời chú Út mở Út, con mời cả nhà mình dùng bữa nha. Xin mời, ăn đi. Mời nha, ăn thoải mái tự nhiên. Ai ăn rau gì nhúng rau đó nha. Ủa rau này lạ quá à, rau này chưa bao giờ ăn nè. Rau này lạ nè, hên chưa bao giờ ăn nè cả nhà ơi. Cứ thả xuống thôi đúng không? Mình ăn hết luôn. Đây, lẩu mắm là phải luôn có cà. Hết cái nồi này hả? Cái lẩu mắm bỏ cà vô. Con gì cũng được hết trơn. Xuất sắc. Có lửa rồi sao? Dạ. Tắt lửa. Thêm mắm. Cái mắm của người ta nghe nó không có ngon như mắm của mình nha. Mắm của mình tôi thấy nó không có màu. Mắm của người ta nó ưa bị để màu vô. Dạ. Mấy chú ơi. Wow, vô trong vườn này nè, đang cắt cỏ. Ủa xoài con có cắt bán không? Nhà có cắt bán không? Có hả? Wow, trái này rụng rồi, tức là bằng này chín rồi, rụng rồi. Chín rồi đúng không? Giữ cho cô hen nha, cô hen bóp trái tiếp theo có trái nào chín nữa không? Giữ nha. Trái này chín rồi cả nhà ơi. Trái này chưa? Trái này chín rồi, thơm lừng luôn. Đây, trái này chín luôn nè. Trái này mới chín ngon nè, chín mềm xèo luôn. Chín mà nứt luôn rồi nè, ngon chưa? Qua đây, ngồi ở đây đi. Ngồi ở đây đi. Con lót dép giống cô hen nè. Con bỏ dép xuống, bỏ dép ra. Đúng rồi. Rồi. Rồi, ngồi xuống đi. Ít. Đúng rồi, giỏi. Mình đã hái được 3 trái rồi nè cả nhà ơi. Có trái này là mềm nhất, là nứt rồi nè. Trái này mới gọi là ngon này, nứt rồi nè. Ngon mỡ nè. Trời thơm quá à. Nè, cho con trước nha. Ngon quá à. Này, cho con nè. Sao hả? Sao con không ăn hả? Con ăn thử đi, ngon lắm, béo mà. Béo ngọt ngay luôn á. Cả nhà có thấy cái vườn, những cái vườn mà ở miền Tây á, hay cảm thấy rất là thích, đó là luôn có cái mương nước ở giữa này nè. Xong mình thả cá, mình nuôi cá, xong hai bên là mình sẽ trồng rất là nhiều cây khác nhau. Và không biết là ai có những cái miếng nào dễ thương vậy mà giá em giới thiệu hen miếng nhé. Hen sẽ về đây trồng sầu riêng, trồng đủ thứ trái cây luôn. Xong rồi mỗi tuần hay là mỗi tháng gì đó hen sẽ về một lần. Tới trái mùa gì hen sẽ về, hen sẽ ăn trái cây thôi, không có ăn cơm nữa. Đó là ước ao của hen. Ghê chưa?
Trời ơi, anh mê lắm luôn á. Xong cái vườn, nếu mà anh có vườn á, mấy cái mương này nè, anh đã thả tôm nè, thả cá nè. Thấy chưa? Chưa trồng, chưa nuôi, chưa có đất gì hết mà à, qua cái tới giai đoạn ăn rồi. Rồi ok, hái xoài cùng hen nào. Đó một cái trái xoài ở tầm với thì mình sẽ hái một cách rất là dễ. Tới nhà rồi, hái xoài thoải mái thôi. Yeah. Giữ cho mũ nó ra nè cả nhà. Cả nhà thấy xoài rất là bự ở trên cây hồng và rất là nhiều trái luôn. Kiểu đã luôn á. Cái trái xoài này hồi nãy là... Ôi cái trái này gần chín luôn nè. Ăn chắc là ngọt lắm luôn á. Cho nó ra cái mũ đi. Hái thêm trái nữa đi. Mình hái trái này nha. Dùng kỹ thuật bay. Bay. Nếu mà mình hái cái trái này á, mà mình không có muốn gọt dao á, thì hay bày cách này nè cả nhà nha. Mình sẽ bẻ nè. Không, mình trà lên lại lên cây của nó. Đó. Để đâu nó rách cái đường này không? Cho mũ chạy ra. Đây là cái cách mà nhỏ mà tụi hen hay ăn, mà kiểu ăn xoài trên cây á, mà sợ nhiều mũ quá, cứ bứt bứt xong trà lên cây, xong bắt đầu nó ra hết mũ thì mình mới ăn. Xong. Bây giờ mình cắt xoài ăn hay cả nhà ơi. Cả nhà đừng có bắt bẻ hen cầm dao nha. Hen cầm dao không có được đầu bếp lắm. Cả nhà thấy cái cuộc sống mà kiểu không lo lắng suy nghĩ như thế này dễ thương. Đây cái cách tách xoài nè. Nhưng mà phải có cái dao mà bự cơ, chặt này nè. Tách. Cái này thì dao để gọt vỏ chứ không phải là để tách xoài. Nó giòn tại vì cái xoài này á mà cắt mỏng á, chấm nó không có đã. Phải cắt có miếng nó dày dày, chấm mới đã. Không hề có một cái sự chua nào cả. Mình nhìn trái xoài á, to, xanh, chắc chua lắm. Không, nhưng mà không. Xoài ngọt quá. Mình chặt ra nghe tiếng bụp 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 ấy. Ngồi bên dòng sông nước, ngồi cắt xoài. Ui, dâu nhiều trái quá. Dâu trái ngon, tươi. Thiệt, dâu này là dâu ở Cần Thơ nha. Ây da, em mở cho cả nhà cùng xem nha. Ui, mùa này thì dâu ít, nhưng mà dâu sẽ có vị chua chua ngọt ngọt. Hay nói hen diện ăn dâu lắm luôn, cái vị nó chua chua ngọt ngọt, ăn rất là bắt luôn. Và càng ăn càng ghiền á. Thường mùa mưa hay có nhiều dâu hơn, nhưng mà cái vị ngọt thì rất là ngọt luôn. Và cái vị bây giờ là chua chua ngọt ngọt, hen khoái hơn. Đó, thấy chưa? Mới bứt được một chùm dâu để mang qua cho mọi người nha. Mọi người, em mới bứt được mấy chùm dâu ở cây vú sữa. Mỡ ơi, mỡ Út ơi, sao con thấy chùm dâu nhà mỡ, cây vú sữa nhà mỡ Út có ra trái dâu vậy? ra một chùm mà con bứt nè. Quá trời đẹp luôn. Vú sữa này bị lai giống. Có là dịu dàng đúng không? Bây giờ là mình sẽ đi bắt cá. Đây thôi. Đây là đội bắt cá của mình ngày hôm nay nha. Một anh sẽ chịu trách nhiệm lặn, một anh chịu trách nhiệm bắt trên bờ nhá. Em bơm mắt trên bờ nhá. Cô hen sẽ đi xuồng. Còn là con là sẽ lặn nha. Ok. Rồi chúng ta đã có một bên. Không ai làm lại chúng ta hết. Xin chào tất cả mọi người, ngày hôm nay Hen đã đeo bao tay rồi nè. Mọi người mỗi lần xem video Hen nói Hen sao không đeo bao tay thì bây giờ là Hen đã đeo bao tay. Đeo bao tay để đi hái bông súng. Tại vì nó dễ bị đen tay lắm, ngày mai Hen đi event Hen sợ là không ra sạch. Bây giờ Hen đi lội nước hái bông súng nha cả nhà ơi. Wow, à không, cái này là cái mà mình có thể đứng được nè cả nhà. Mình đặt chân xuống dưới đây nè, mình sẽ đứng được á. Cả nhà coi nha.
Đó, thấy chưa? Nó không hề chìm luôn. Nhưng mà mày hen sợ rách lá nên là hen sẽ xuống dưới. Em hái bông sùng. Ơi, hái sao vậy? Thôi đi. À, hái sát gốc à? Đây à? Yeah, hái bông súng đầu tiên. Hen là cô gái hái bông súng. Thích quá. Thiệt luôn á, đây là một cái trải nghiệm mà Hen rất là thích luôn. Hôm nay Hen đi hái bông súng để làm đồ ăn tối chiều nay. Chiều nay là nhà sẽ không đi chợ mà sẽ đi vào vườn thôi. Tí nữa Hen sẽ đi bắt cá rồi bắt ốc rồi hái bông súng để làm đồ ăn cho tối nay. Ủa, bông súng ngoài lẩu mắm ra mình còn làm món gì nữa? Nấu canh chua. Làm gỏi. Ôi, cái ở đây nó còn nhiều hơn nè, em sợ rách lá quá à. Sung sinh, sung đứng, dũng sình. Hem đứng một mình vẫn vẫn xinh giống sùng. Ủa gì vậy? Giống sùng là giống gì? Đây, đưa cái máy đây. Đây nè. À, sang nhà đi tắm rồi mọi người ơi. Trời ơi, kêu kéo lên mà đi ngược xuống là sao? Sao? Tôi dép tôi rồi, không có lắm. Anh Sang. Không có lấy đôi dép lên được nè. Rồi, mất đôi dép rồi. Kéo giùm á. Sao kéo lại đi. Đây, đây là hai người đi, có lên thiệt không? Lên thiệt. Em đang cố gắng dùng hết sức để lên rồi đó. Tại em bị kẹt chân xuống cùng rồi. Mất đôi dép rồi đó. Đây, đó. Kéo, kéo anh nha. 1, 2, 3. Ít lo là lừa. Ôi trời ơi. Chắc má. Quậy đục nước luôn. Cái đó thâu lắm luôn á. Cái dép thua của người ta luôn rồi. Cái dép anh đâu? Ôi, hay. Sao bằng bùn Cà Mau? Bùn Cà Mau. Dép ở đâu chú mò lại đi. Mò mò được. Giờ sao đền đôi dép của ông đi trời. Có cá kìa. Cá sặc, cá sặc, cá sặc. Cá sặc chiên chiên giòn. Cá sặc nấu canh cũng ngon. Chiên giòn hả? Chấm nước mắm. Hồi nãy có một cái dẹp dẹp nữa mà anh cá lóc. Cả nhà ơi, đây là thành phẩm của Hen cũng như là tất cả các chú ở đây. Và bây giờ mình sẽ làm món gì đây? Cả nhà để lại comment cho Hen nha, làm món gì đây? Có cua, có cá rô phi, có cá nhỏ, có cá to, có mấy con tép, có đủ không, có con ốc nữa. Quá trời luôn, quá trời luôn. Okay. Nhưng mà bây giờ mình phải đi rửa sinh.
Sau khi mà mình đã bắt xong thì mình nướng. Cả nhà ơi, hôm nay sẽ nướng mỡ hành. Bây giờ là để con cá mà nướng chín. Mình sẽ mở ra, mình sẽ rải nước hành vô. Cái này là Hen được chỉ thôi, chứ mà ở nhà Hen thì Hen ít làm cái món này lắm. Cái lò nướng siêu đỉnh luôn. Cả nhà thấy không? Nhờ cái lò nướng này mà Hen nướng vừa chơi mà thấy cá rất đẹp. Nếu mà mình cứ trở tay liên tục. Cá đẹp nha, nhìn cháy vậy thôi nhưng mà cá đẹp. Xong phải không Phương? Thêm không? Rồi. Wow, đã xong một món. Vậy là xong trong cái lịch trình ngày hôm nay. Và Hen cảm thấy đây là một cái trải nghiệm đối với cá nhân Hen thì rất là thú vị luôn. Và bây giờ Hen sẽ tiếp tục trong cái hành trình với một cái chặng đường tiếp theo. Cả nhà nhớ theo dõi hành trình của Hen nhé.